Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và đúng như cái lời hứa hôm trước thì em sẽ tặng cho 5 người may mắn nhất. Mỗi người là một cái model của Viettel. Đây mọi người nhé. Là thứ nhất này là phải đăng ký cái kênh YouTube đổi tên Wi-Fi này của em này. Cái thứ hai sẽ là like một video và chia sẻ một video lên Facebook hoặc là Zalo này. Và cái thứ ba nữa là mọi người comment cái địa chỉ để gửi về. Hoặc là nếu cần thì mọi người có thể comment cả cái tên Wi-Fi với lại mật khẩu Wi-Fi. Đó. Thì tại sao em lại tặng những cái model như này? Đây mọi người nhá. Hiện nay em có rất nhiều. Thì ở đây con em 2, 4, 6 này. 7, 8, 9 con rồi đây. Tầm đấy, 9 con. Đấy. Đấy, tại sao lại tặng cái model này? Đây là cái model ngày xưa của Viettel, dùng cho cái công nghệ A1 cũ ấy. Thì bây giờ là Viettel họ không thu về nữa. Bất kỳ một cái nhà nào ngày trước dùng cái công nghệ A1 như này ấy, thì là khi mà kỹ thuật đến thu hồi về thì vẫn thu cái xác như này thôi. Tuy nhiên là để nhập trên hệ thống Viettel thì là phải dùng một con khác để đắp vào. Sẽ phải là cái dòng TP-Link 841 như này. Đó. Thì cái con này nó mới có là ý nghĩa là thu hồi. Đó, thì mấy cái con này là mình coi như mình như kiểu em ở đây em thu về thì chỉ đặt như này thôi. Chật hết cả nhà ra. Thì hôm nay thì em cũng xin tặng cho 5 anh em may mắn nhất ở trên cái kênh YouTube này. Trên cái kênh YouTube của em. Và nhân tiện đây thì em cũng hướng dẫn để mọi người cái cấu hình để làm một cái bộ phát wifi phụ bằng cái con của con TotoLink. TotoLink F1 và cái con TotoLink N151RT như này. Đó. Thì, trước khi đi vào cái nội dung video ấy thì em sẽ thấy cái con này là con cũ thật nhưng mà nó vẫn là đang dùng khá là ok. Đây mọi người nhé, đây là cái con model của em này. Em vẫn đang dùng này. Đó, mọi người rõ không? Đây, em đang dùng cái con cũng là cái con thu hồi về thôi. Và em đang chơi FIFA online này. Đó. Đây. Đây là cái speed test này. Đó. Đây em test từ lúc tối. Đây. Test đây để em test luôn cho cái tốc độ của cái mạng này. Đấy. Tự nhiên cái bàn phím lại không dùng được. Không dùng được như này. Tự nhiên lại không dùng được bàn phím này. Đây mọi người nha, đây đây em sẽ kiểm tra tốc độ của nhầm. Đây, cái model này em đang dùng này. Đây, đây là cái model em đang dùng. Để xem tốc độ nó có ok hay không. Không ấy mọi người lại nghĩ tặng cho cái mấy cái loại model vớ vẩn. Đó, thì ở đây em sẽ tặng cho 5 người duy nhất thôi.
Cái gói của nhà em là nét 1 mọi người nhá. Nét 1 và em là 58,66 megabit. Upload thì khoảng độ 64-65 megabit gì đấy. Thì đầu tiên nội dung video thì nó sẽ chia làm hai phần. Đấy là em giới thiệu qua. Phần thứ nhất là cái thời gian em ra video này thì hôm nay nó nhiều việc quá cho nên em không ra được video. Đó. Em hẹn là 18 tháng 5, lúc ra video là 11:45. Đến ngày 24 tháng 5 là em sẽ chốt danh sách những anh em nào mà có đăng ký kênh này, một like, một chia sẻ này, một comment cái địa chỉ này. Xong em sẽ tổ chức là đến ngày 24 này em sẽ bốc thăm, xong sẽ gửi về cho mọi người. Đấy. Ở trên này thì ưu tiên cho một bác ở khá là xa. Em tặng luôn rồi. Đây, em tặng cho một bác ở Tân Bình này, đường DX03 ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương này. Số điện thoại này. Đây, em đã tặng cho bác này rồi. Như vậy là căn bản là cái bác này là nhắn tin đầu tiên cho nên em mặc định là cho luôn, tặng luôn. Đấy. Cái phần thứ hai là em sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái con F1 như này để nó biến thành một cái bộ phát wifi phụ. Khi mà mọi người có những cái modem phụ như này rồi, những cái modem dòng như này, thì đầu tiên, việc đầu tiên á, mọi người sẽ quay lại đằng sau và mọi người sẽ bấm nút ở đây. Đến khi nào mà nó nháy tất cả các đèn thì mọi người sẽ cài đặt. Đây em sẽ giữ phím này khoảng độ 10 giây này. Khi nào nó nháy hết đèn là chúng ta sẽ reset xong. Năm, sáu, bảy, tám. Ok, đây là nhảy hết đèn rồi này. Đấy. Khi đã nhảy hết đèn xong rồi ấy, thì mọi người thực hiện là cài đặt thôi. Thì con này thứ nhất là mình đổi tên wifi này. Cái thứ hai nữa là mình sẽ đổi cái mật khẩu wifi. Xong rồi mình sẽ đổi cái địa chỉ IP của nó đi. Và tiếp theo là chúng ta vào cái mục DHCP. Xong rồi mình kích để nó tắt cái DHCP đi. Lúc đấy nó sẽ biến thành một cái SIP. Một cái SIP chia. Nó có nhiệm vụ là phát wifi. Cũng như có ba, còn thừa 3 cổng. Còn thừa 3 cổng LAN ở đây. Đó. Khi nào mọi người chờ hết nó lên 3 đèn thì mọi người sẽ thực hiện cài đặt nhé. Ở đây là mình đang tận dụng lại những cái modem mà không dùng đến thôi. Còn những cái modem như kiểu TP-Link 841 như này ấy, thì là bên Viettel là họ phải thu về. Đó. Cho nên là mấy cái loại này thì em sẽ tặng được cho mọi người.
Ok, sau khi nó đã hiện lên cả ba cái đèn rồi thì mọi người sẽ thực hiện cài đặt cho nó như này. Đầu tiên là mình phải kết nối đến Wi-Fi. Đây là nó có tô tinh BAFD này, mọi người kích vào nhé. Con này thì nó sẽ là địa chỉ là 192.168.1.1. Như kiểu trên điện thoại của em thì em chỉ cần kích vào đây thôi và em sẽ quản lý bộ định tuyến ở đây này, là nó cho truy cập luôn. Sau đấy mọi người sẽ vuốt lên vào mục Quick Setup này như này. Ở cái mục WAN Interface Setup này thì mọi người để là DHCP nhé. Để mục là DHCP. Đó. Mục SSID này là cái tên Wi-Fi. Ở đây em sẽ cài là Thanh Bình. Mọi người chọn vào WPA2. Xong rồi đây là cái mật khẩu Thanh Bình 2002. Xong rồi mọi người bấm lưu lại. À đây mọi người đổi luôn cái địa chỉ IP luôn này. Ở đây em sẽ đặt là địa chỉ 192.168.2.2. Xong rồi mọi người bấm lưu lại. Bấm save bên dưới. Mọi người chờ cho nó 60 giây để nó khởi động lại. Đây mọi người nhé. Khi mà khởi động lại thì nó sẽ nháy đèn một lúc này. Đó. Thì mọi người phải chờ nó trong vòng 60 giây. Cái bước này thì là mọi người sẽ đổi được hai mục luôn. Tức là mình đổi được cái địa chỉ IP và đổi được cái tên Wi-Fi với lại mật khẩu Wi-Fi. Bước tiếp theo mình chỉ cần thực hiện tắt cái DHCP đây là ok. Đây, nó đủ 3 đèn rồi nhé mọi người nhé. Tiếp theo lại kết nối đến cái còn đây, Thanh Bình đây. Mọi người sẽ nhập cái mật khẩu của nó vào, Thanh Bình 2002, xong bấm kết nối. Tiếp theo lại truy cập vào cái địa chỉ 192.168.2.2 xong bấm kết nối admin. Admin. Mật khẩu cũng là admin. Xong bấm đăng nhập. Xong rồi mọi người chọn vào phần TCP IP setting và mọi người thấy cái dòng DHCP ART. Đó, à đâu, nhầm rồi. Chụp phần LAN interface này. Phần LAN interface nhé mọi người. Xong ở trên này có mục DHCP thì chúng ta kích vào và disable nó đi, xong bấm hoàn tất này. Sau đấy mọi người bấm lưu lại. Ở đây nó sẽ báo mọi người nên nên khởi động lại cái modem. Thì mọi người kích vào đây, manager. Xong chọn vào cái mục reboot router này. Xong chuyển sang là reboot router, xong bấm ok. Và chờ 60 giây. Trong quá trình mà chờ đợi thì chúng ta thực hiện tiếp là sẽ cắm một cái dây LAN vào. Cắm bất kỳ một cái cổng ở trên cái con modem này. Ở đây em sẽ hay cắm mục là LAN 1 này. Đó. Đây là LAN 1. Cái dây LAN này thì mọi người nối khoảng độ tầm dưới 100 mét nhé. Để đảm bảo được cái chất lượng của đường truyền.
Còn cái đây là cái dây của máy tính này, em sẽ rút ra em sẽ test cho mọi người thấy nó có ok hay không, hay là nghĩ là đồ tặng nó lại kém chất lượng. Thật ra cái này em không dùng đến nên em mới tặng thôi, chứ thật ra cái này mua hoặc là bán thì nó cũng chả có giá trị gì mấy. Đây, thánh bình đây ạ. Ok, đấy nó báo đã kết nối rồi. Ở đây em sẽ test luôn cho mọi người thấy. Vào speed test luôn này. Bấm go. Ở đây em sẽ cắm cái dây LAN vào máy tính nhé. Trên điện thoại thì nó test chỉ được 43 megabit thôi, nhưng mà trên máy tính cắm dây LAN nhé mọi người nhé, là đạt đúng vào cái modem chính luôn, bằng cái modem chính luôn, chứng tỏ là con modem này là cũng là rất ok. Đó. Không, đây là em chọn nhầm, chọn đến kết nối đến VNPT, bấm ok. Đây mọi người nhá, 62,44 này, megabit đây này. Đấy. Tải lên là 64,4 megabit này. Đấy. Như vậy là cái không bắt bằng không dây ấy, thì là được 42,8. Còn mình cắm test trực tiếp vào máy tính thì nó sẽ là 62 bằng với cái gói cước mà đang sử dụng. Đó. Những anh em nào muốn